hôm nay thật sự là bất ngờ, là không nghĩ là trường mình sẽ tổ chức mà to như hôm nay luôn cô ạ. Đây là phần lớn là nhờ các phụ huynh cùng với nhà trường, phụ huynh rất là nhiệt tình tham gia ủng hộ nhà trường để chúng mình có được như ngày hôm nay. Dạ, cô cho mình đi tham quan tí đi. Cảm ơn em nhé. Vâng. Đây là mâm cơm của To Ngùi, được các bậc phụ huynh tạo lên những món ăn đặc sắc của dân tộc tại điểm trường To Ngùi. Và đây là những các bậc phụ huynh của bản To Ngùi đang say sưa gói bánh với tạo lên rất nhiều bánh vuông, bánh dài và bánh nhọn để đặc sắc của dân tộc. Cái phần chiến thắng ở đây đó là đếm số lượng bánh, đội nào có được nhiều bánh là đội đó chiến thắng. Và hiện tại bây giờ các bậc phụ huynh và các bé đang say sưa, vâng, đang say sưa để tạo lên những chiếc bánh. Chỉ một thời gian rất ngắn thôi, xem đội nào tạo ra nhiều chiếc bánh, đội đó là đội thắng cuộc. Vâng, còn đây là mâm cỗ của điểm trường bản Lòm. Có một số món ăn cũng rất khác vì là bản Nòm là đặc biệt, đó là 100% là dân tộc Mường, cho nên là các món ăn cũng khác và những chiếc bánh mà các bậc phụ huynh say sưa tạo ra cũng rất khác so với các bản khác. Bản Nòm là một trong những bản mà học sinh ít nhất, chỉ có 12 học sinh trên một bản. Mà chỉ có 12 thôi mà phụ huynh và học sinh đã nhiệt tình tham gia được sản phẩm như này, là cả một quá trình phụ huynh rất là nhiệt tình. Em cũng không nghĩ là chỉ có 12, hôm nay tổ chức to như thế này cô ạ. Chỉ có 12 học sinh trong một điểm trường. Vâng ạ. Và các bậc phụ huynh chỉ có 12 bậc phụ huynh. Đây là mâm của điểm trường Mầm Non đấy. À vâng ạ. Hôm nay em mới thấy là điểm trường Mầm Non ở bản Lòm tổ chức mà nhiều cái và món ăn mà thật sự là rất là chưa nghĩ ra là có thể thiết kế ra nhiều món mà ngon như vậy. Mời mọi người cùng sang mâm ngũ quả của bạn này nhá. Tôi thấy bạn này rất là chăm chú này. Anh đang làm gì đây? Hôm nay mình đang tham gia cái chương trình Xuân Yêu Thương Tết Trung Bày của trường Mầm Non, của cô trường Mầm Non tổ chức ấy. Vâng, hôm nay em cũng thấy là được chương trình mời tới tham dự của chương trình của Xuân Yêu Thương thì thấy bản mình tổ chức là cũng nhiều món ăn ngon này. Không biết là quá trình mình làm có lâu không anh? Thôi anh, là cái này là chúng tôi đã chuẩn bị từ chiều ngày hôm qua, nhưng mà đến sáng nay ngày hôm nay thì chúng tôi mới bắt đầu vào chế biến chín. Thật sự là không nghĩ là bản mình có thời gian mà làm nó đẹp đến như thế này. Là mong là đội thi của mình là thành công rực rỡ anh nhé. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều nhé. Vâng, thì sau chương trình này thì sẽ thi xong thì sẽ ra bày mông cỗ ra để vâng, cùng thưởng thức các món ăn dân tộc của mình. Trân trọng mời anh đến giao lưu với đội nhà chúng tôi nhé. Vâng, để em quay một số hình ảnh để em gửi lên Facebook nhé. Vâng, chúc mừng anh nhé. Đây là bạn bé Hương, là hội trưởng hội phụ huynh bản Nòm đấy. À vâng ạ. Hôm nay là em được tham dự với chương trình của trường Mầm Non, em không nghĩ là hôm nay tổ chức nó to như vậy. Thưa ban tổ chức và thưa cô Hoàng Thị Hà, đội thi của điểm trường bản Lòm đến với chương trình Xuân Yêu Thương Tết Xuân Vầy thì cũng sẽ có những đặc sản đại diện cho quê hương, tức là món ăn còn gần gũi với bà con nông dân, đó là nông sản kết tinh của một năm, ý nghĩa cho một mùa bội thu của các gia đình. Đấy là những con gà này, quả bí này, có bánh chưng xanh này, cá nướng này, cũng là đặc sản của sông Đà, thịt khô, thịt lợn quay và măng. Đây là những cái mâm, đây là cái món nộm mà không thiếu là xôi ngũ sắc, cơm lam và món canh khoai hầm và những món rau đồ. Đấy là những món ăn rất là thực tế, rất là gần gũi. Đây là điểm món ăn là gọi là cá suối của Quang Minh. Vâng, đây điểm trường bản Lòm. Vâng ạ, em cảm ơn chị nhá. Hôm nay thì được tham dự với chương trình thì
Em cũng chúc chị và trường mình sẽ thành công rực rỡ chị nhé. Cảm ơn chương trình nhé. Mà